Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi coi người ta làm farm như thế nào. Ở trên nước Úc này các bạn, đa số người ta dùng máy móc. Các bạn hãy chuẩn bị cho các bạn cái kiến thức về lái máy cày. Các bạn chuẩn bị cho các bạn những cái kiến thức về lái cái xe nâng. Và các bạn hãy chuẩn bị cho các bạn một cái bằng lái xe hơi. Tại vì bạn đi đi lại lại từ chỗ này tới chỗ kia, mà nếu bạn có bằng lái xe hơi thì người ta sẽ hỗ trợ các bạn rất là nhiều, đúng không? Cho các bạn có thể làm team leader, quản lý nhóm luôn. Và nhiều cái nữa là bạn phải học tiếng Anh. Nếu bạn không học tiếng Anh á, là cuối cùng qua đây rồi sếp nói một đường mà bạn không biết đường nào mà làm hết, rồi bây giờ tính làm sao? Thì lúc nào cũng phải làm ở vị trí thấp nhất thôi à. Ok, thì tương lai các bạn nó phụ thuộc vào cái khả năng của các bạn thôi, chứ mình giúp các bạn đến bước này là nhiều lắm rồi. Thì mình đã đi tìm chủ ảo lãnh rồi, khi nào có thì mình sẽ thông báo cho các bạn. Video của ngày hôm nay thì mình có đi thăm một số cái farm. Thì những cái người chủ farm á nói cái farm này nó nhỏ, tại cái farm này mình đi cái cách trung tâm city khoảng 40 cây số, cách nhà mình khoảng 30 phút à. Mục đích là mình nói để cho các bạn biết là cái giá của cái farm đó người ta bán lại bao nhiêu. Có một cái farm là giá nó bán là khoảng mười mấy triệu, và một năm thì thu hồi về là khoảng là 1 triệu mấy cho tới 2 triệu đó. Thì mình có thể mua, và mình có thể là hợp tác với một số bạn để mà mua cái farm đó, và có thể là sẽ bảo lãnh cho các bạn để các bạn qua. Mình không biết, đó là chuyện tương lai nha. Mình có thể đi gặp những cái chủ farm, thì nếu mà họ cần người thì mình sẽ nhờ người ta bảo lãnh cho các bạn để qua đây các bạn làm farm. Ok, và mình nói là một lần nữa, hiện nay visa này nó chưa có ra ở Việt Nam, do đó phải đợi tới tháng 4. Ok, trong thời gian chờ đợi, các bạn mà không chịu học tiếng Anh, mà các bạn không đi kiếm cái công ty nào mà nó liên quan tới nông nghiệp, các bạn vô các bạn làm, thì cơ hội tháng 4 các bạn cũng không có cơ hội đâu. Các bạn còn càng đợi là cơ hội nó càng mất thôi. Nó càng ngày nó nhiều người ta đi học tiếng Anh, nhiều người ta đi tìm công ty liên quan tới farm người ta làm việc, hoặc là người ta đi học cái ngành nghề nào đó để người ta được bảo lãnh. Còn các bạn cứ ngồi đó đợi không à. Ok, thì hôm nay đi thì mình có quay cho các bạn coi, mình có dùng flycam máy bay bay lên trời quay cho các bạn coi những cảnh mà máy cày người ta đi cày ruộng nè, rồi có những người ta đi trồng mấy đó, máy cày người ta đi trước. Rồi sao ở bên này không có con trâu đâu nha các bạn, đừng tưởng bên này không có trâu đâu. Bên này nó bảo vệ động vật lắm, mấy con vật đó nó không cho đi cày đâu. Bên này là phụ nữ, trẻ em, tới động vật, tới đàn ông. Ở nên các bạn nào đàn ông mà các bạn qua đây là đi cày đó. Rồi nói chung là farm ở Úc nó rộng bao la bát ngát, mà nó rộng cò bay là gãy cánh ngay lập tức luôn á. Nên các bạn hãy làm ơn chuẩn bị cho các bạn đầy đủ hết tất cả những thứ như mình nói. Ok, thì cái video mình muốn nói với các bạn như vậy á, cập nhật tình hình cho các bạn biết. Ok, trong tháng 11 mình sẽ đi gặp những cái chủ farm, mình sẽ quay phim, mình chụp hình lại. Ok, nóng tưới tự động nè, tự động nó tưới rồi, tới giờ tới ngày nó tưới đó. Mấy cái cây celery nè, ôi quá trời, mấy cái này là người ta có điện ở trong này luôn nha các bạn. Không có đụng đấy đâu, tại người ta không muốn mấy con vật nó chạy vô đây á. Đây người ta làm toàn máy cày làm hết rồi các bạn ha. Mình nếu mà có công nhân thì có cần tuyển thì mình sẽ báo cho các bạn. Ok, hôm nay mình đi gặp tới 3-4 chủ farm luôn. Có cái nước bơm nước, cái nhà đây là để bơm nước nè, ở dưới nước ở dưới đây sau nó bơm lên. Về tới quê ngoại rồi các bạn, mình đi ra farm mình nhớ quê dễ sợ, nhớ cồn cào luôn á. Đây các bạn, đây. Nhìn giống quê hương Việt Nam mình không, quá giống luôn. Mình đang ở Úc đây. Ở đây là quê Raby nha các bạn. Đây qua bên kia hồ nước nó chảy từ bên kia qua bên này. Bên kia là bên này nè, rồi nó chảy qua đây. Đó, còn bên này là bất động sản không? Thấy khủng khiếp không? Này, đứng đây cho các bạn thấy cái view. Đó. Bên này là bất động sản nè. Nhưng mà qua bên này một cái là toàn là cãi thôi. Thì các bạn nghĩ sao nếu mà ở bên kia bây giờ nó phát triển mạnh mẽ như vậy rồi, bên kia là bên này. Nó phát triển mạnh mẽ như vậy rồi thì qua bên này nó cũng phát triển rồi các bạn. Đó, không sớm thì muộn thôi, chỉ là thời gian thôi. Này là đi trước chắc 5 năm rồi, thì bên này bắt đầu nó cũng sẽ xây thôi. Thì có những cái căn nhà bắt đầu nó xây rồi nè, rồi bắt đầu tới khúc này
từ từ cũng sẽ tới thôi các bạn. Thank you.
các bạn nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn nào thấy video hay thì các bạn nhớ bấm giúp mình cái nút like. Tại thuật toán của YouTube nó rất là thích những cái video như thế này để nó có thể đề xuất cho những cái người khác người ta cùng coi. Và bạn thấy video này hay, hãy gửi cho những cái người thân của các bạn coi để cho chuẩn bị sẵn tinh thần để nếu mà tháng 4 Việt Nam có mở cửa, và chắc chắn là sẽ mở, mình nghĩ như vậy, không tháng 4 thì cũng sau đó cũng mở. Tại sao? Tại vì cái ngành nông nghiệp ở bên nước Úc này nó đang thiếu lao động trầm trọng các bạn. Ok, nó đang cần rất là nhiều người, và hy vọng sớm gặp lại các bạn trên nước Úc. Xin chào và hẹn gặp lại.